Xót xa trước cảnh nhiều người dân vùng lũ Yên Bái bị cô lập, đối diện với nguy cơ mất an toàn về người, nhiều tổ chức cá nhân đã cùng chung tay để kêu gọi mọi người ủng hộ, tổ chức các tuyến cứu trợ cho người dân tỉnh Yên Bái. Nhằm chia sẻ với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và lũ trên địa bàn Yên Bái, nhiều tổ chức đã quyên góp vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu giúp các hộ bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn. Sau một đêm mưa lớn kéo dài, các hộ gia đình đã ngập lên hết tầng 1, phải di chuyển lên các tầng cao hơn tránh ngập lụt. Sáng qua, mùng 10 tháng 9, các lực lượng cứu hộ ứng cứu đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện nay trên địa bàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có 10 tổ dân phố bị ảnh hưởng, trong đó có 6 tổ dân phố bị ngập nặng, sâu từ 3 đến 4 mét. Để hỗ trợ cho người dân bị ngập lụt, Đảng ủy chính quyền phường Đồng Tâm đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, cũng như kêu gọi các tổ chức trong và ngoài tỉnh hỗ trợ người dân. Hiện mực nước tại thành phố Yên Bái xuống rất chậm, trời vẫn tiếp tục mưa to, ảnh hưởng đến sự an toàn của rất nhiều hộ dân.